Vì Lai thật xinh gái, mái tóc hơi dài. Người xinh thế này, liệu rằng đã có bạn trai? Người yêu tớ còn chưa có, chưa có ai thèm. Từ xưa đến nay, vẫn chưa yêu một ai đâu. Tại thằng em tớ, tính nó trước nay vốn không ra gì. Giờ kêu nó ra xin lỗi em cậu nhé. Là tại em tớ, so nuông chiều nên nó ứ biết điều. Mau ra xin lỗi các bạn đê. Vào gặp thầy giáo, nhanh lên tụi bay bước xem nào. Giờ ánh mắt thầy, bọn mày còn dám bật không? Dám bật không? Bọn này nó rất lao nhau, còn hay đánh các bạn. Giờ tớ với cậu phải trông chừng cho ngoan hơn. Thật hay ho, thật ghê gớm, tôi cũng không ngờ là hai đứa cậu tụ tập gây rối à cơ. Dạ bọn em thề em hứa, nay sẽ xin chưa, từ nay sẽ không gây sự thêm đâu. Lần này châm trước, mấy đứa đi ra quét sân cho thầy. Còn lần sau, tôi cho hết lên phường đây. Dạ thầy tha cho, nên hai bọn em xin cảm ơn thầy. Mau, theo tôi quét sân trường ngay. Vậy là thầy quát với măng phạt chúng nó tơi bời. Chỉ vì cái tội gọi hội gây hấn cùng nhau. Giờ thì hãy nhớ, nhớ lấy đừng đi đánh các bạn. Mình đi đến trường là đi học chăm nghe chưa? Nào cùng subscribe mình đăng ký kênh nào. Cây view mỗi ngày, xem hay thì nhấn một like. Nhấn một like. Cùng follow trai ngoan bật thông báo đi nào. Chờ phần tiếp theo rất hay bây giờ, bye bye.